Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Minh ô tô Tây Đô. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một mẫu xe mới, dòng xe mới mang về thị trường Việt Nam của hãng Suzuki đã cập bến tại Suzuki Tây Đô Kiên Giang ha. Thì trước mặt mọi người đây là cái dòng xe khá quen thuộc với khách hàng ở tại thị trường miền Tây. Thì cái con này là dòng Suzuki Ertiga. Thì các dòng thế hệ Ertiga đã bán nhiều ở đây rồi, thì cũng khá là quen thuộc và sử dụng nhiều. Đó, với giá thành cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu và độ bền của nó, thì Suzuki đã mang đến một làn gió mới và luôn thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. Thì trước mặt mọi người đây là con Suzuki Ertiga động cơ hybrid. Đó, là vừa chạy nhiên liệu và vừa sử dụng điện ha. Đó, mang đến một công nghệ mới và tương lai xanh hơn. Đó, bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ môi trường và vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng sử dụng xe. Đó, thì mời mọi người cùng khám phá trên chiếc Ertiga này có những gì thay đổi so với những phiên bản trước ha. Đó, thì trước mặt quý vị đây là hai con, một con là có hai đèn led hai bên, đây là con bản phiên bản giới hạn limited sport, và bên đây là con Ertiga phiên bản thường, số tự động thường tiêu chuẩn nha. Đó, rồi trước tiên thì mình sẽ khám phá về ngoại thất xung quanh, rồi sau đó tới khoang động cơ và nội thất ha. Thì sự thay đổi lớn đó là mặt ga lăng. Mặt ga lăng của Ertiga Hybrid sẽ thay đổi. Đó, các dấu mạ rơm nè, đó, đều nhau, sắp chồng lên nhau. Đó, lưới tản nhiệt, mạ rơm, đèn vẫn là đèn pha projector halogen thôi. Đó, tiêu chuẩn. Đối với phiên bản Sport Limited thì nó sẽ có một đèn led ở đây. Đó, và có cả camera 360 ha. Đó, còn phiên bản số tự động tiêu chuẩn thì chỉ có đèn sương mù và đèn tiêu chuẩn bình thường thôi, không có cam 360. Về mâm xe. Mâm xe thì vẫn sử dụng là mâm 15 inch, lốp Dunlop. Đó, vỏ không ruột, mâm thì vẫn là thiết kế mới ha, rất là đẹp. Gương chiếu hậu nè, gương chiếu hậu sẽ tích hợp đèn xi nhan trên gương. Đó, gương thì sơn cùng màu với màu xe, và bên đây cũng vậy. Đối với phiên bản limited thì sẽ có tích hợp cam 360 ha. Trên cái tay nắm cửa thì sẽ có nút mở khóa một chạm ha. Đó, rồi xem phần đuôi xe mình coi có gì khác biệt không nha. Đó, đuôi xe vẫn giữ nguyên như các phiên bản trước thôi. Đó, sẽ có logo Ertiga và Hybrid. Đó, động cơ xe lai ha. Đó, đèn thì vẫn là đèn cũ thôi. Sẽ có hai cảm biến lùi. Đó, bên đây là bản Sport Limited nè. Đó, đây là nhận diện bên ngoài ha. Đó, mọi người có thể xem. Đó, xe thì từ nhà máy sẽ được dán phim sẵn ha. Mình quay một vòng cho mọi người xem. Rồi, ok. Rồi mình sẽ vào khoang nội thất trước đi. Nội thất hai bên nha, cho mọi người xem phân biệt hai phiên bản nha. Đây. Rồi, về cửa xe thì ốp giả gỗ nè. Đó, phía đây thì sẽ không có ốp giả gỗ, đây là nhựa. Còn đối với phiên bản này sẽ bản cao thì nó sẽ có ốp màu ha. Đó,
trong xe thì sẽ có ốp nè, ốp giả gỗ đó, và ghế là ghế da. Đối với bên đây thì vẫn là ốp giả gỗ luôn, nhưng mà ghế là ghế nỉ, nỉ được cũng được thiết kế mới ra hai tông màu đó. Vô lăng thì vô lăng vẫn giữ nguyên như cũ và có sơn giả gỗ đó. Có kết nối bluetooth và có cả ru cần tròn, đèn auto đó, tự động nha. Rồi màn hình thì vẫn là màn hình 10 inch rất là to. Hệ thống điều hòa tự động, khởi động nút bấm start up. Và bên đối với phiên bản limited thì sẽ có sạc không dây đó, và gương chiếu hậu chống chói và tích hợp camera ha, hành trình luôn. Phía sau thì sẽ có dàn lạnh độc lập giống như phiên bản cũ thôi đó, 7 chỗ rộng rãi đó. Rồi hàng ghế thứ hai đó, hàng ghế thứ hai thì mình có thể gặp lại 50-50 ha. HD ha, thì nó không có gì thay đổi đó, chỉ thay đổi cái bộ sạc máy phát nè, to hơn và có tích hợp vừa sạc vừa là động cơ để bổ sung sức mạnh cho cái động cơ này thôi, tiết kiệm nhiên liệu hơn đó. Thì cái máy phát và máy nó vừa là máy phát và vừa là động cơ luôn, thì nó sẽ nạp vào pin. Pin nó có dung lượng là 6 ampere giờ đó. Thì mình cái pin nó nằm ở dưới ghế tài xế ha. Đây pin nó nằm ở đây, pin của chiếc xe nằm ở đây ha, dưới ghế tài xế. Pin lithium ion 6 ampere giờ, rất là nhỏ. Thì pin này nó được làm chống nước ha, không cho tiếp xúc trực tiếp với nước đó. Nó chỉ có khác nhiêu đó thôi, và thay đổi mặt ga lăng nè đó. Đối với phiên bản limited thì có thêm trang bị đèn phía trước đó. Đây đây có bổ sung tấm cách nhiệt cách âm ha, và phía trong cũng có luôn. Rồi mình sẽ vào bên trong xe mình giới thiệu ha. Đây cái Suzuki Sport được dán lên luôn ha, đó viền che mưa. Rồi hiện tại mình đã vào bên trong xe. Thì xe bình thường thì động cơ là nguồn năng lượng chính cho chiếc xe, là bổ sung lực đẩy cho chiếc xe. Thì đối với Suzuki Hybrid này thì nó là
nguồn năng lượng đến từ động cơ và là nguồn năng lượng đến từ máy phát đó, máy phát điện đó, tích hợp hai cái hỗ trợ qua lại để tiết kiệm nhiên liệu ha. Nó có thể thay thế hoạt động của động cơ luôn khi mà xe chạy tốc độ thấp. Lợi ích của cái dòng xe Suzuki Hybrid thông minh này thì nó sẽ tiết kiệm năng lượng nè. Đó. Khi phương tiện dừng, khi mà xe dừng á, thì động cơ tắt, pin sẽ cung cấp điện cho xe. Đó. Khi tăng tốc thì pin sẽ bổ sung năng lượng cho động cơ. Và khi khởi động lại thì máy phát sẽ khởi động động cơ, không phải xài máy đề như lúc động cơ trước ha. Đó. Mình sẽ quay cái gầm cho mọi người xem. Thì gầm xe từ lúc mà hồi xưa tới giờ thì chưa có ai quay cái gầm xe, thì mình sẽ quay cái gầm xe và quay cái máy phát cận cảnh cho mọi người xem luôn ha. Đó. Chi phí vận hành xe thì thấp ha, do nó tiết kiệm nhiên liệu nè và thoải mái trong điều kiện giao thông. Đó, khi mình di chuyển chậm thì mình sẽ sử dụng động cơ điện rất là êm ái đó, và thân thiện với môi trường. Suzuki luôn lắng nghe người tiêu dùng để thay đổi ha. Đó. Thì xe với bản Hybrid này thì sẽ nó có trang bị nè, cruise control. Đó. Thì về Việt Nam thì nó sẽ có bản số tự động cao cấp Limited và số tự động tiêu chuẩn và số sàn, thì nó đều tích hợp cruise control ha. Muốn sử dụng cruise control trên số sàn thì phải chạy với trên tốc độ 40 và phải là từ số 3 tới số 5. Đó, mình có thể sử dụng cruise control. Và nó sẽ đối với số sàn ha. Mình nói luôn là nó sẽ hiển thị khi mà mình chạy với tốc độ thì nó sẽ hiển thị mình muốn lên số cao hay là số thấp, thì màn hình nó sẽ hiển thị thông minh cho mình, báo cho mình là cần phải lên. Ví dụ đang chạy số 2 mà đối với dòng tua cao thì nó sẽ hiển thị cho mình chuyển lên số 3, số 4 hoặc số 5 đó. Nó rất là thông minh đó, cái đó là tính năng báo chuyển số đối với số sàn ha, xe số sàn đó. Và đèn hướng dẫn tự động thì khi mà ra khỏi xe thì đèn pha sẽ mở một lúc khoảng 60 giây để cho tài xế thấy đường đi vào nhà hay gì đó, hoặc là đến gần xe mở khóa thì đèn sẽ tự động mở sáng. Thì cái mình sẽ làm một clip hướng dẫn cài đặt cái đèn pha đó cho mọi người. Xe này sẽ có mở cốp bằng ở đây nè ha, cảm biến nè. Đó. Cái này là mình dừng thì nó sẽ đợi tự động tắt máy. Mình tắt cái này tự động tắt máy ha. Đó. Và cân bằng điện tử, xe nào tiêu chuẩn thì cũng có cân bằng điện tử. Màn hình thì giống như trước thôi. Đó, màn hình 10 inch rất là to. Và điều hòa tự động nè. Để mình chạy thử cho mọi người xem ha. Đây mình đang số gear. Đó, đây là cam 360 nè. Và ở đây sẽ có thêm một màn hình nữa đối với bạn phiên bản giới hạn limited ha. Đó, phiên bản thường thì sẽ hơi bình thường tiêu chuẩn thôi. Thì hiện tại mình không nạp ga thì nó sử dụng là nhiên liệu, nó sử dụng không phải là động cơ ha. Sử dụng điện ha. Thì motor điện thì dẫn trực tiếp trên động cơ thôi, nó sử dụng cái đây nó hiển thị lực truyền nè. Lực truyền khi mình đạp ga thì nó sử dụng động cơ ha. Pin mức pin là 3 cục. Đó. Thì quý khách nào mà có nhu cầu tư vấn hay là muốn xem xe thì liên hệ số điện thoại mình bên dưới ha. Đó.
mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mình, lái thử tận nhà cũng được luôn. Rồi thì thông tin mình về chiếc xe Etira Hybrid thì mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Đó, quý khách nào mà có nhu cầu thì có vấn đề thì bình luận dưới để mình học hỏi thêm ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Đó, thì xe này mình có hỗ trợ ngân hàng trả góp luôn ha. Đó, chạy dịch vụ rất là êm ái. Bảo hành bảo dưỡng thì bên đại lý Suzuki Tido Kiên Giang bảo hành cho mọi người. Đó.